Ok, bây giờ tôi muốn giới thiệu trước toàn thế giới. Đầy tớ Chúa tại quản nhiệm tại Hội Thánh ngày mời Mục sư Kiên, Mục sư Hồng cùng bước đây. Xin giới thiệu đây là Mục sư Kiên, Mục sư Hồng, ông trước. Và trong kêu gọi của Chúa thì ông bà đã bước ra để mà hầu việc Chúa trọn thời gian. Và trong thời gian qua thì Chúa đã sức dầu trên ông bà được những cái ơn rất lớn trong lĩnh vực chữa lành cũng như giải cứu. Họ được cái ơn nghe tiếng Chúa. Cho nên là trong hội thánh của chúng ta, trong tương lai tất cả con dân Chúa ở đây đều phải xin Chúa hết lòng để nhận được cái ơn đó. Chúng ta phải nghe được tiếng Chúa. Bởi vì nếu mà chúng ta không nghe tiếng Chúa, chúng sẽ làm bằng cái ý riêng của chúng ta hoặc là ý của người khác. Mà cái điều đó thì ngày hôm nay thì người ta chính người mới ý. Không biết đâu mà chiều, nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo ý Chúa thì chắc ăn. Amen. Rồi mời Mục sư Kiên, Mục sư Hồng có thể phát biểu một chút gì nữa chứ. Vì ngày hôm nay là ngày trọng đại, ngày hôm nay gọi là Hội Thánh chính thức ra mắt thiên đàng, thế gian và cả quyền lực tối tăm luôn. Cho nên là Mục sư có phát biểu gì thì kêu mạnh lại. Thưa cảm ơn Chúa, vì khi tôi được bắt tem Thánh Linh thì Chúa gọi hầu việc Chúa. Mà trong thời gian đó tôi vừa được bắt tem Thánh Linh thì cũng gặp nhiều khó khăn. Khi chúng ta đi ra, chúng ta làm theo ý của Chúa thì nó đi ngược lại với thế gian này. Cho nên cũng có nhiều sự chống đối. Tuy nhiên tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta nghe được tiếng Chúa và Chúa dẫn dắt cho chúng tôi tiếp tục hầu việc Chúa. Ở Việt Nam, năm nay nữa nó cũng khoảng chừng 10 năm. Qua điện thoại, qua mạng lưới cũng có được nhiều người tin Chúa, cũng như một số họ thờ cúng hình tượng và họ đã quay bỏ hình tượng đó, họ trở lại thờ vương Chúa và được sự cứu rỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa thì trong thời gian qua thì tôi tiếp tục hầu Chúa như vậy, mãi cho đến ngày hôm nay thì tôi có một lần tôi phàn nàn với Chúa rằng hầu Chúa ở xa. Và hầu như chúng ta bị sự bắt bớ rất là nhiều, vì nhiều hội thánh họ ở Việt Nam họ không đồng ý về vấn đề của công việc của Đức Thánh Linh làm việc, và họ nói rằng những việc của chúng ta làm đó thì nó không có hợp với Kinh Thánh lắm. Tuy nhiên chúng ta là người nghe tiếng Chúa thì chúng ta phải làm theo ý của Chúa, chứ không phải là Kinh Thánh là một phần nói về Chúa chứ chưa có trọn vẹn. Bởi vì nếu mà ghi hết những gì mà Chúa làm ở tại thế gian này á thì không có sách vở nào có thể chứa nổi những gì mà Chúa đã làm tại thế gian. Cho nên chúng ta cần phải có Thánh Linh và Ngài đã dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Cho nên một số anh em của chúng ta không đồng ý về vấn đề những công việc của Chúa phán riêng cho mỗi người. Và công việc đó tôi vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa rằng trong thời gian qua Chúa đã làm nhiều phép lạ trên đời sống của vợ chồng của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ban phước rất nhiều trên gia đình của chúng tôi. Chúng ta không có gì giờ để làm chứng hết về những công việc của Chúa trong những năm qua. Tôi cảm ơn Chúa, có lần tôi phàn nàn Chúa hầu vì Chúa ở phương xa như vậy thì ở nơi đây tôi không thấy được mặt con cái Chúa, tôi rất là buồn. Và cảm ơn Chúa, và khi Chúa xa đầy tới, Chúa đến đây và khi một sư bác gửi chân cho vợ chồng tôi thì Chúa có nói tiên tri rằng sẽ cho mở hội thánh tại đây. Và tôi cảm ơn Chúa, và ngày hôm nay Chúa đã cho có hội thánh. Và gia đình của Tèo Nhung là đứa con đầu lòng của hội thánh này. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Em sẽ không có phát biểu chút gì không? Tôi cũng không biết nói gì, hết sức là vui mừng tại vì nơi đây được hội thánh của Chúa, hội thánh Việt Nam ở tại Campbell River. Tôi chỉ kêu gọi anh chị em hết lòng hầu việc Chúa và mời Chúa Thánh Linh và làm chủ của chúng ta, để dẫn dắt tất cả những người Việt Nam của chúng ta vào nước thiên đàng, đừng bỏ rơi bất cứ một con người nào hết. Con cảm ơn Chúa. Tôi có rất nhiều lời.